Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế trường kỷ. Bộ bàn ghế trường kỷ này là bộ bàn ghế cỡ đại, được làm bằng chất liệu gỗ vụ Lào 100%. Chúng tôi đục tay thủ công kênh bong sắc nét, và bộ này bộ là gồm có 3 món, 2 ghế dài, 1 bàn. Quý khách nào có nhu cầu làm thêm chiếc đôn đầu bàn thì quý khách có thể đặt thêm. Còn thông thường phổ thông, chúng tôi làm bộ bàn ghế này là gồm có 3 món, 2 ghế dài và 1 bàn. 2 ghế dài có kích thước là dài 2m17 và chiếc bàn thì chúng tôi làm kích thước là dài 1m27, chiều rộng 57. Cũng được đục ngũ phúc kim tiền, tức là rơi rơi ngậm đồng tiền. Và trên hình các bạn đang xem đây là chúng tôi đang quay lại một lượt phần mộc. Hôm trước chúng tôi đã bàn giao một bộ bàn ghế trường kỷ cho khách hàng ở Quảng Ninh, đó là anh Hưng, cũng là một bộ bàn ghế trường kỷ đại hoàn thiện màu vernis sáng. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sản phẩm mộc để cho quý vị xem cái đường nét hoa văn họa tiết nó được rõ hơn, cũng như là về vân gỗ. Quý khách có nhu cầu chơi về trường kỷ gỗ hãy liên hệ cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu mã và báo giá cụ thể từng bộ sản phẩm một. Vì mỗi một bộ sản phẩm thì chúng tôi sẽ có một kích thước riêng, cỡ trung thì chúng tôi làm 2m và cỡ đại chúng tôi làm 2m2 và có thể là 2m4 tùy theo cái không gian phòng khách, phòng thờ. Quý khách có phòng rộng, quý khách sẽ dùng trường kỷ dài 2m4. Mà nếu phòng vừa và nhỏ hơn thì quý khách có thể dùng cỡ 2m hoặc 2m2. Trên hình các bạn đang xem đây là phần dạ tiền. Chúng tôi làm nét lộng thủng, nhìn nó rất là sâu hình. Khác với cái phần dạ nền, chúng tôi có rất nhiều các cái mẫu mã trường kỷ. Bộ này là bộ vách chúng tôi đục tứ quý lòng chảo hay còn gọi là oval. Xung quanh thì chúng tôi chạm nho và vách giữa này chúng tôi chạm là sen cò. Bốn vách xung quanh chúng tôi chạm tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho xuân hạ thu đông bốn mùa. Thì bên cạnh các cái bộ trường kỷ đục cảnh như này, chúng tôi còn các cái bộ trường kỷ đục tích như tích Tam Quốc, tích Đồng Quê, rất nhiều, hay là Ngũ Lân, Vườn Cầu, hay là mẫu trường kỷ Huế, Cổ Đồ. Quý khách có thể vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Quý khách hãy cứ liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và giải đáp các cái thắc mắc quý vị về chất liệu gỗ cũng như là kích thước sản phẩm. Khi chúng tôi báo giá là chúng tôi sẽ báo cái cước vận chuyển và lắp đặt tại nhà của quý khách, nên là quý khách yên tâm, chúng tôi nhận và lắp đặt trên toàn quốc. Giao hàng xong thì chúng tôi với nhận thanh toán nốt phần tiền còn lại. Tôi xin nhắc lại kích thước của bộ bàn ghế trường kỷ này là dài 2m17, sâu 61 và cao là 89. Đều là vào thước số đẹp, thước phong thủy, lỗ ban. Phần ván mặt chúng tôi làm dày 2 phân và cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều và đẹp. Trước khi bàn giao cho quý khách, chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt để cho quý khách tham khảo. Hai bên của bộ trường kỷ này thì vách giữa chúng tôi đều chạm, đó là sen cò, và bốn vách thì chúng tôi đục tùng cúc trúc mai. Và xung quanh thì có các cái chuyện góc và chạm nho rất là đẹp. Quý khách mà không thích cái mẫu trường kỷ cảnh này, quý khách có thể chuyển đổi sang đục tích. Đục tích thì giá thành nó sẽ cao hơn. Và đây là các vân gỗ này là vân gỗ tự nhiên, vì đây chúng tôi đang quay hàng mộc. Quý khách có thể về qua địa chỉ Đồ Gỗ Hiền Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem hàng trực tiếp.
Chúng tôi là một đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Chúng tôi đang còn rất nhiều bộ trường kỳ như này ở tại xưởng. Chúng tôi chỉ quay một vài bộ để làm mẫu, còn thì rất là nhiều hàng đang có mặt tại cơ sở. Đây chúng tôi sẽ quay chi tiết từ đằng sau ra đằng trước cho quý vị xem. Chúng tôi đục hai mặt. Mặt sau chúng tôi cũng đục oval và cũng có nho ở xung quanh. Quý khách có nhu cầu chơi về trường kỳ hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đồ gỗ Hiền Lành, đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Trong video trước chúng tôi cũng giới thiệu rất nhiều các sản phẩm về đồ thờ cúng cũng như đồ gỗ phòng khách, các cái bộ bàn ghế gỗ mun, gỗ hương. Quý khách có vào trang chủ để xem thêm hoặc vào fanpage Facebook đồ gỗ Hiền Lành để lấy hình ảnh. Nó được chi tiết vào từng các góc cạnh. Quý khách hãy xem kỹ các cái đường nét chi tiết mà chúng tôi làm nên. Toàn bộ phần tay cuốn này chúng tôi có làm các cái xoáy ốc để phân biệt khác với cái hàng chợ bình thường. Quý khách lưu ý. Quý khách cần mua nhiều, số lượng lớn quý khách hãy đặt hàng trước cho chúng tôi. Trung bình chúng tôi một tháng sản xuất ra từ 20 đến 30 bộ như này. Và hiện tại thì hàng đang còn rất nhiều tại cơ sở, quý khách có thể qua xem. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để cập nhật các video mới nhất.